Chương một. Đóa bỉ nhạn trong đêm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tóc, tóc từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền tuyết trắng trong mùa đông lạnh giá Một cô gái nằm đó trên người có vô số vết thương lớn nhỏ nhưng thứ khiến cô nằm đây là vết đạn ở phần ngực trái Đôi mắt của cô bắt đầu khép hờ lại Đau Mất tất cả Cuộc sống có ý nghĩa gì? Tình bạn Phản bội tình thân, tình yêu. Cô gái ấy là hàng tuyết cái tên ấy cho thấy rằng cô là người lạnh nhạt với cuộc sống. Nhưng nhiều người vẫn biết cô với cái tên Red Blue. Một nữ sát thủ mà ngay cả chính phủ cũng không dám đụng tới. Cách thức giết người độc ác nhưng sau khi giết người xong cô đều để lại một đóa bỉ nhạn đỏ cạnh thi thể của nạn nhân. Có rất nhiều tính từ mà người ta dùng để miêu tả cô. Độc ác, nhẫn tâm, ác quỷ, không tim nhưng từ hay dùng vẫn là ác quỷ. Cô đem cho nạn nhân những cách thức giết người nhẹ nhàng nhất, điều đặc biệt là mỗi người một cách. Nắm trong tay thế lực hắc đạo hùng mạnh nhưng ai ngờ cô lại chết như vậy. Từ nhỏ cô đã bị cha mẹ ruồng bỏ phải ở lại cô nhi viện nhưng may thay cô vẫn còn một đứa em trai. Cô rất yêu thương nó khi nghe tin nó bị bắt cóc cô đã điên tiết lên bắt đám thuộc hạ tìm nó khắp nơi cho dù phá hủy cái thành phố này cô cũng phải tìm được nó sau nhiều tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thấy nó nhưng khi đến nơi chúng đã giết chết nó lần này cô quyết giết chết bọn chúng với cô chúng chẳng là gì nhưng không may nơi đó đặt rất nhiều bom khiến cô không chết nhưng bị thương khắp người nặng nhọc bước ra khỏi căn phòng đầy bom ấy cùng với xác của em trai mình cô thấy cô bạn thân của mình đứng đó cô vui lắm nhưng khi thấy cây súng lục trên tay cô ta cô mới hiểu cô ta giả vờ làm bạn với cô chỉ vì để giết cô giành lại hắn tình yêu thật ngớ ngẩn cần nó để làm gì chứ tại sao lại như vậy cô phản bội tôi chỉ vì hắn một tên đàn ông ngu ngốc đó là những suy nghĩ cuối cùng của tôi ư nếu vậy xin hãy chôn cất cho em tôi lời nói vừa dứt thì cô đã nhắm mắt lại có lẽ là do cô đã mệt mỏi với cuộc sống ở đây của mình cô muốn buông xuôi tất cả một cái chết khá là hợp cho một sát thủ nhỉ, hết chương một thế giới, đây là cuốn thứ hai thế giới rồi. Cuốn này nữ chính sẽ có bạch thỏ như cuốn trước mà sẽ lạnh như tảng băng, cuốn trước vì áp lực sau chương hát nên viết thêm cuốn nữa. 3. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.